Sao nay mặc cái áo này nhìn béo thế nhỉ? Hello, hello mọi người. Hello mọi người đã có ai chưa? Hôm nay Hường livestream hơi muộn nha. Livestream bây giờ là không báo trước để là lúc nào rảnh Hường live thì sẽ không không bị động như mọi khi. Mọi khi Hường live Hường luôn báo trước, là lúc Hường báo trước là Hường rất bị áp lực bởi giờ giấc. Hường áp lực bởi giờ giấc, ví dụ như mà Hường không lên đúng giờ là Hường rất là vội vội vàng vàng vì sợ là thất hẹn với mọi người đấy. Thế nên là nay là live là sẽ không báo trước, lúc nào rảnh thì Hường sẽ live và bạn nào rảnh thì sẽ chơi cùng với mình. Đấy, xin chào. Ôi xem Trần Thị ơi, sao em xuất hiện trên mọi mặt trận đấy. Chị like dù ngày hay đêm, sớm hay tối, lúc nào chị cũng thấy em là sao. Mun Lê, Vân Ngố, Paku, Lan Anh, Trâm Nguyễn, Apaki. Đúng rồi, trễ. Mun Lê, Bảo Trâm, máy tính tương lai. Hello mọi người. Để yên Hường quảng cáo một chút nha, xong rồi bắt đầu mình tham gia game. Bên Hường là có phòng khám ở tại Hà Nội và Sài Gòn. Bên Hường là phòng khám chuyên về nha khoa thẩm mỹ, đấy, ví dụ răng như mình. Này. Bạn nào mà mất tự tin về răng của mình hoặc muốn có bộ răng đẹp như Hường thì inbox cho mình sẽ tư vấn cho các bạn. Bên mình phòng khám có chi nhánh cả ở Hà Nội và Sài Gòn. Hà Nội mình ở tòa địa chỉ là tòa nhà N04 B1, đường Thành Thái, đối diện công viên Cầu Giấy. Còn ở Sài Gòn mình ở tòa nhà Vinhome Central Park Tân Cảng 208 Nguyễn Hữu Cảnh. Còn ai cần tư vấn về răng thì tốt nhất là nên inbox cho mình sẽ tư vấn trước cho các bạn. Bạn nên chụp hình ảnh răng của mình rồi inbox qua chính cái fanpage mình đang like hoặc Facebook Hoàng Hường mình đã ghi sẵn ở trên caption. Mình sẽ tư vấn cho các bạn từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm nha. Ok chưa? Xong chuyên mục quảng cáo rồi, rồi bắt đầu tham gia game. Hello Na Nguyễn nha, chào Trang Chipu, cảm ơn em. Hoài Nam ơi chia sẻ cho chị đi. Anh Duy Võ ơi chia sẻ cho em. Bạn Âu Âu Plaiki, ui khó đọc quá. Đại loại một cái tên rất là anh Tây Tây gì đấy, Hường đọc không nổi vì Hường không siêu về tiếng Anh lắm. Nay chị yêu có tình yêu có khác. Chị lúc nào chẳng có tình yêu. Vũ Luyến ơi, anh Khoa ơi cố gắng lên nha. Hôm nay là Hường sẽ game thả lỏng một chút. Bắt đầu vào game. Hường sẽ ghim luôn tặng cho 5 bạn giải khuyến khích, mình ghim bất kỳ 5 bạn giải khuyến khích bất kỳ luôn nha. Bây giờ mình sẽ ghim luôn. Trong lúc đợi chờ mọi người chia sẻ thì chúng ta tập trung chia sẻ nhanh lên ạ. Hường ghim 10 bạn bất kỳ, chỉ cần chia sẻ là Hường tặng quà, không cần biết. Bắt đầu đi ạ. Ai mà đã chia sẻ rồi thì chuẩn bị tinh thần nhá. Một, chia sẻ nhanh, mình đếm 10 giây bắt đầu mình ghim bất kỳ trước khi vào game nào để tặng một chút cho tán lọc đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bao nhiêu người chia sẻ rồi? 101 chị ạ. Ô sao lại 101? Em đùa, chị không lấy 387 người xem livestream mà. Không bao giờ. Giờ em lót lại. Giờ em lót lại là được. Máy chị thở một phát có 1000 lần lượt chia sẻ ngay. 400 368. ai phải thế, 430. Thế lại bảo là được 3 phút được 430 là chia sẻ ngay. Nào mọi người chia sẻ thật nhanh, bắt đầu mình ghim nhá. Kiểm tra chị Nguyễn Huế nào, cho giải khuyến khích luôn. Cho giải khuyến khích luôn, chỉ cần là chia sẻ đấy nhá, không cần làm gì hết. Được chưa em? Chia sẻ Chia sẻ rồi. Ok Nguyễn Huế check inbox một giải khuyến khích nhá. Mình sẽ ghim 5 bạn, phải giơ tay đi không mình nhầm. Một rồi là Nguyễn Huế. Hai, Thùy Đô Nam. 5 người rồi, bắt đầu mình tham gia game nha. Kết thúc game mình sẽ tặng 10 bạn ở lại muộn nhất. Mình sẽ tặng 10 bạn ở lại Được muộn rồi nhất. ạ. Được chưa em? Được rồi ạ. 2 là Thùy Đô Nam. Chia sẻ rồi. 3 Hồng Trần. Mình sẽ ghim vô tư vào, Hường không cần đọc comment. Hường sẽ không đọc comment là gì hết, Hường cứ thế Hường ghim thôi. Được chưa em? Chưa chia sẻ chị ạ. Chưa chia Chưa chia sẻ. sẻ ạ. Bỏ qua, chưa chia sẻ. Minh Tuyết thay cho Hồng Trần. Không mạng bình thường chị ơi. 3 người rồi đúng không? Vâng ạ. Ba rồi, yên để mình xem nào, xem là game này mình đã đang bắt wifi 3G. Ôi thì chết rồi. Chị đang live bằng 3G đây này. Rồi 3 rồi đúng không? Sang người thứ Vâng ạ. tư nhá. Thích thì nhích này. 4 Chia rồi. sẻ rồi ạ. Chia sẻ chưa? Chia sẻ chưa? Chia Chia sẻ chưa? sẻ rồi ạ. Ok, người thứ Chia 5. sẻ rồi. Chia sẻ chưa? Chị kiểm tra lại wifi ở. Chia sẻ rồi, chị kiểm tra lại ở đây. Ở cái máy chị đang gọi cho em ấy. Rồi, nốt người thứ 5 nhá.
Nguyễn Trường Giang, ok, đã xong 5 người bắt đầu tham gia game. 5 người này là giải khuyến khích, bắt đầu tham gia game là sẽ là giải đặc biệt, Hường sẽ chơi. Và trước khi kết thúc game, Hường sẽ tặng một loạt nữa, khuyến khích nữa để cho những người ở lại muộn nhất. Những người ở lại muộn nhất, Hường sẽ tặng tiếp. Tặng hôm nay sẽ tặng 10 bạn ở lại muộn nhất cùng với Hường nha. Tặng 10 bạn muộn nhất. Còn giờ đã tặng 5 bạn để khởi động rồi. Bảo Chân cố lên em. Bé heo hôm qua cũng được rồi đúng không? Bé heo ơi, cố gắng lên em. Bé heo ơi, chị nhận ra avatar của em đấy. Nào mọi người ơi, bắt đầu nào, chuẩn bị tham gia game chưa? Ok, 1,1 nghìn lượt chia sẻ, bắt đầu tham gia game luôn. Tôi sẽ vào chủ đề chính luôn nhá. Đó là các bạn chỉ cầm sẵn điện thoại trên tay, hai số cuối điện thoại trùng với số seri trên tờ tiền. Đối với lượt view, chắc các bạn xem nhiều sẽ biết rồi đúng không ạ? Đối với lượt view trên dưới 1.000 người thì sẽ được 50.000, trên 2.000 người sẽ được 100.000, trên 3.000 người sẽ được 200.000, trên 4.000 người đấy, cứ cộng cộng dần lên như thế, cấp độ 100.000 một lần, 100.000 một lần. Nếu các bạn mà muốn được nhận mệnh giá cao thì các bạn sẽ chia sẻ càng nhiều, giúp Hường chia sẻ thật nhiều lên các hội và nhóm. Với điều kiện khi hai số seri trên tờ tiền trùng với lại số điện thoại của bạn, nhưng Hường sẽ kiểm tra nếu như trong trường hợp bạn mà chưa chia sẻ, chưa theo dõi, Hường sẽ nách quà qua người khác hết luôn. Hường không thu hồi quà mà chỉ chuyển từ người này qua người khác. Mỗi một người Hường chỉ cho 10 giây để tìm chủ nhân và hai chuông điện thoại để nghe máy. Bởi vì nếu chủ nhân chính cống thì điện thoại cầm trên tay 1 giây đã nghe rồi, không cần để nhiều. Tránh trường hợp cho số tào lao, ai cho số linh tinh Hường sẽ lốc vĩnh viễn. Được chưa ạ? Ai cần tư vấn về răng thì inbox cho mình nhá. Bên mình có chi nhánh cả Hà Nội và Sài Gòn. Bạn nào răng khớp khểnh, nhiễm teta 9630, hôi miệng hoặc là bất kể một vấn đề gì về răng cần tư vấn thì các bạn inbox cho mình sẽ tư vấn cho các bạn hoàn toàn miễn phí từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm nha. Bạn nào mà muốn có bộ răng đẹp như Hường thì cũng có thể inbox cho mình tư vấn cho các bạn được. Hôm nay là sức khỏe Hường hơi kém nên là nói là năng lượng nó không được tốt lắm, nên là mọi người sẽ cố gắng nha. Rồi bắt đầu đi nào, đợi mãi cố lên Phúc Hành. 10 giây bắt đầu cho ai chia sẻ thật nhanh, bắt đầu mình trộn. Ai chia sẻ rồi chia sẻ giúp mình lên hội nhóm, càng đông lượt chia sẻ thì view tăng cao thì các bạn sẽ được nhận mệnh giá càng cao. Cái này là phụ thuộc vào các bạn, Hường không ép nha. Ai thích thì tham gia game, ai không thích thì có thể là không tham gia game nha. Rồi mình 10 giây bắt đầu trộn đây, đảm bảo sự công bằng. 1, 2, chia sẻ nhanh lên nào. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi ok, ai cần tư vấn về răng thì inbox nha. Thấy ghim người thứ 5 rồi mà mới nghe thấy số 1 thôi, làm sao bây giờ nhỉ? Mình ghim đủ 5 người rồi, đọc tên đủ cả 5 người rồi. Hường không bao giờ Hường quỳt ghen đâu, nên bạn đừng có nói như thế, mình rất là tự ái đấy. Chả lẽ hàng ngàn người ngồi xem livestream mà Hường bảo là Hường tặng 5 người mà Hường ghim có 1 người mà các bạn nghĩ là cả hàng ngàn người này mà tha được cho mình à? Hàng ngàn người nghe được, một mình bạn không nghe được thì bạn phải xem lại mình chứ. Làm sao có thể là mạng của bạn hơi bị lag nhá. Còn lâu mới bóc phốt được về game với Hường, vì Hường chơi rất là chuẩn, nét lì luôn. Rồi bắt đầu rút đây, chuẩn bị sẵn điện thoại trên tay, chia sẻ thật nhanh. Ai hai số điện thoại trùng với số seri trên tờ tiền thì hãy comment, còn ai không trúng chúng ta sẽ đợi, mình rút tiếp tờ nữa. Mình không chỉ chơi một game, mình chơi đến bao giờ mà mình giọng của mình hết sức không còn nói được nữa thì mình dừng. Chứ mình không chơi một game, nên mọi người cứ yên tâm, ai cũng có cơ hội trong 200 tờ này, ai cũng có cơ hội hết nhá. Chỗ Hường cầm trên tay là 100 triệu, nên là ai cũng có cơ hội hết. Nào, chị ấy tặng thật đấy, chị không có ai có thể phốt được chị việc chuyện quà đâu. Chị chơi rất là cẩn thận và chắc chắn. Nhầm hoặc là gì đấy, ai là chị xin lỗi, chị xử lý lại ngay. Đúng rồi, Nguyễn Bích Lan. Chị ơi, em nạp được rồi, ok em. Cảm ơn Hoàng Anh nhá, em đã chia sẻ 2 lần lên tường và 20 lần lên nhóm, cảm ơn em rất là nhiều. Ai cần tư vấn về răng thì inbox cho mình nhá. Hường không bao giờ lằng nhằng về game đâu, nên không lo đâu. Có phải răng giả nói giọng không được thật không? Trời ơi, chị bị ốm. Chị làm răng hàng bao nhiêu lâu nay rồi, bây giờ em lại hỏi câu phải răng giả không? Không phải, chị đang bị ốm. Chị đang bị cúm em ạ. Rút. Ai phốt chị Hường là ngu, đúng rồi. Thì Nguyễn Hiếu phốt phát là thôi chết ngay luôn đấy. Ngày mai là gọi gì nhỉ? Không còn đường về quê ngoại luôn. Rút, tập trung. Nào, rút luôn nha. Rồi, rút. Ôi thôi chết rồi, sao cái số này hôm nay nó lại trúng nhỉ? Cả nhà ơi, hai số seri này là hai số mà thời gian gần đây trúng nhiều nhất. Chắc sau hôm nay Hường sẽ phải tiêu luôn cái tờ tiền này đi, không thì ngày nào nó cũng trúng như này thì chết luôn. Bạn nào lại cứ hay nhận là nhận được ngay. Nào các bạn đoán đi nào, số seri trên tờ tiền này là số bao nhiêu? Các bạn biết số bao nhiêu không? Hai số mà trong 3 ngày gần đây nhất là ngày nào cũng trúng 1 đến 2 lần. Sau hôm nay nhất định Hường sẽ mang cái tờ này đi tiêu. Các bạn có biết số này là số bao nhiêu không ạ? Đoán đi ạ.
số đầu là một thôi, từ từ đã, 1176 bạn, các bạn ơi nhá, đọc lại luật chơi, các bạn chỉ việc chia sẻ livestream và hai số điện thoại của cuối của các bạn trùng với số Sally trên tờ tiền này là các bạn sẽ được nhận tiền. Tuy nhiên với điều kiện các bạn phải chia sẻ livestream và phải ấn theo dõi mình rồi. Vì vậy trước khi Hường công bố số này, Hường sẽ cho các bạn 10 giây để kiểm tra lại xem mình đã chia sẻ chưa. Nếu trong trường hợp mình chưa chia sẻ thì chia sẻ thật nhanh, không lát nữa mà trúng thì các bạn không làm đúng và đủ là Hường sẽ không thu hồi quà, Hường không bao giờ thu hồi quà mà Hường sẽ chuyển thẳng qua người bên dưới. Hai số Sally trên tờ tiền này là hai số mà 3 ngày gần đây ngày nào cũng trúng. Phạm Đình Thân ơi, anh cần tư vấn gì về răng thì anh inbox giúp em nhé. Trong quá trình em like là em sẽ rất tôn trọng mọi người chơi game, em sẽ không thể tư vấn về răng đâu ạ. Nên là anh cần tư vấn gì anh cứ inbox cho em sẽ tư vấn cho anh thoải mái ạ. Nào các bạn ơi, 10 giây để các bạn chia sẻ livestream và ấn theo dõi thật nhanh. Đúng 10 giây. 10 giây bắt đầu đi ạ. Mi Trà ơi, gần đúng rồi đấy. 10 giây để chia sẻ livestream và ấn thật nhanh vào chữ Hoàng Hường này, gửi lời mời các bạn cho Facebook Hoàng Hường đấy các bạn nhớ không ạ? Tư vấn về răng liên hệ Facebook Hoàng Hường. Điều kiện để được nhận quà bắt buộc theo dõi Facebook Hoàng Hường, các bạn chỉ cần chạm vào chữ Hoàng Hường này ra avatar hình bộ răng này, gửi lời mời các bạn thật nhanh. Mình cho các bạn 10 giây bắt đầu để mình sẽ đọc số Sally trên tờ tiền. Nhanh lên đi ạ, 10 giây bắt đầu. 1. Nhanh lên. 2. Nhanh lên nào. Chia sẻ nhanh lên, theo dõi nhanh lên. 3. 4. 5. Theo dõi đi. Nguyễn Hải ơi, cố lên. 6. 7. Chia sẻ chưa nào? Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? 8. Các bạn nhá, không tiếc một nút chia sẻ. Đây, cái chữ Hoàng Hường màu đen mình đã ghim sẵn ở đây, các bạn nhìn thấy không? Chạm vào đây ra avatar hình bộ răng này, gửi lời mời các bạn cho Facebook này thật nhanh. 9. 10. Hết giờ. Chính thức công bố hai số Sally trên tờ tiền này là số 95. Ai có số điện thoại đuôi 95 comment lên đây. Đúng rồi, Nguyễn Hiền lại 95, chứng tỏ là em theo dõi chị quá sát sao đúng không? Sau game này Hường xin tuyên bố với 1100 anh em là ngày mai mình tiêu ngay cái tờ 95 đi nữa. Không thể để tồn tại ở đây được. Tại vì là ngày mấy ngày nay ngày nào nó cũng trúng số 95 này rồi. Nên là các bạn, Hường sẽ tiêu ngay tờ này, chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần. Vì là sao? Vì đây là tiền còn rất là nhiều, sẽ còn 200 số Sally nữa ai cũng có cơ hội để trúng. Nhanh lên đi ạ, ai có số 95 thì comment thật nhanh lên đây ạ. Còn ai cần tư vấn về răng thì inbox cho mình, inbox thẳng vào Facebook Hoàng Hường mình ghi ở trên caption hoặc là fanpage mình đang like này cũng được. Bên mình có chi nhánh cả ở Hà Nội và Sài Gòn. Nguyễn Thị Tươi, chị sẽ thủ tiêu nó ngay. Sau đêm nay chị sẽ thủ tiêu nó ngay. Nào số 95 ai có? Rồi, ok, Thanh Thảo, bạn này hình như vừa được tặng quà xong. Heo béo ơi, chậm quá. Nào Thanh Thảo được không em? Thủ tiêu 95. Được rồi chị ạ. Được rồi à? Mình chia sẻ và theo dõi rồi ạ. Mình sẽ gọi cho bạn này, nhưng trước khi gọi là mình biết luôn là bạn này thì nào cũng được rồi, vì là mình không nhầm là bạn này đã được rất nhiều lần nhận quà của mình. 0888122695. Bạn này mà hai chuông không nghe máy mình nách luôn nhá, vì số điện thoại này là lạ. Chị Hường làm căn Mon Bay ở Hạ Long làm nha khoa đi. Chờ chị tí, chị đang khô xác rồi. Mua xong mấy căn Đà Nẵng chị sắp gọi đứt rồi. Hai chuông rồi. Số sai sai. Alo ai đấy? Em Thảo, Thanh Thảo đấy ạ. Chị chào em giới thiệu một chút về mình được không? Chị thấy cái nick này rất là quen. Vâng, em quen chị qua một Facebook, hãy chia sẻ trên trang cá nhân. Em được nhận quà của chị vài lần rồi ạ. Vài lần là mấy lần? 4-5 lần rồi ạ. Nhèo, 4-5 lần à? Thế em sinh năm bao nhiêu, em đến từ đâu? Em sinh năm 91, em ở Thái Nguyên ạ. Rồi ok, thế thì thôi này, không bắt nọn gì nữa. Giờ tóm lại dùng Viettel Vina hay Mobile nào? Thẻ gì cũng được chị ơi. Rồi. Cảm ơn chị ạ. Chắc kinh bóc nhá. Các bác ơi, kẻ ăn không hết, người lần không ra. Vương Thanh có 95 à, đấy, thế mà không comment lên nhanh thì chị ghim không? Chị, những cái bạn nào mà hãy tham gia game của mình ấy, mình có một cái tính là thù lâu nhớ dai, nên là mình chỉ cần nhìn avatar một phát là mình, nếu như bạn đấy không thay avatar trong 2 năm sau mình vẫn nhớ. Đấy, nào rồi tiếp tục rút tờ tiếp theo nhá. Vậy phải nhường người khác chứ không được. Chơi là phải xanh chín em ơi, không thể nhường được. Cơ hội để cờ đến tay ai người ấy phất. Chứ bây giờ bảo nhường thì các bạn ấy cũng bỏ công như mọi người đúng không? Chắc là bạn ấy theo dõi mình lâu rồi, chịu khó cài game. Nào rồi mình rút tờ tiếp theo nha, các bạn kiểm tra đi nào. Lệ Mít Ướt ơi, chia sẻ giúp chị chưa? Ngọc Hà, địa chỉ của mình ở Hà Nội chỗ nào chị? Hà Nội của mình ở tòa nhà N04B1 đường Thành Thái, đối diện công viên Cầu Giấy.
Tòa nhà N04B1 đường Thành Thái, đối diện công viên Cầu Giấy nhá, Ngọc Hà nhá. Rùa con người ăn không hết, người lần cũng ra. Đúng rồi, Vương Thanh ơi, em vào chậm xíu. Biết thế là em comment thật nhanh lên. Nhưng em yên tâm đi, trong đống này là cái sự giàu có nó sẽ ập đến bất ngờ. Bắt đầu mình giúp tờ tiếp theo nhá. Các bạn chia sẻ thật nhanh livestream đi nào, xem bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Chia sẻ thật nhanh livestream cho Hường với đi nào, nhanh lên. Ok, 3.200. Trời ơi, tôi đi ăn xin thì hơi bị được đấy các bác ạ. Gào một phát được 3.200 lượt chia sẻ rồi. Ok, 1.144 anh em giúp Hường mỗi người một cánh tay chia sẻ thêm phát nữa luôn nào. Để hôm nay kết thúc game, Hường sẽ tặng 10 bạn luôn, 10 bạn giải khuyến khích, không cần làm gì, chỉ cần chia sẻ là Hường tặng, không cần số điện thoại, nhưng chờ kết thúc game nha. Em xem bao nhiêu lần về tường chị ơi, cảm ơn Hoàng Mến nha. Vương Thanh đi cày game hả bà? À, quen nhau. Chia sẻ giúp Hường đi nào, đang 3.200 rồi, 10 giây để cho các bạn chia sẻ nha, để Hường giúp tờ tiếp theo. 1 2 cố lên Lâm Anh, 3 4 5 cảm ơn Lâm Huyền và My nhá, 6 7 mai đi khám sơ tuyến quân sự mà tối nay vẫn cày game, 8 9 10 bao nhiêu rồi Trang? Ai cần tư vấn về răng thì inbox cho mình nhá, trong quá trình livestream mình sẽ không thể trả lời cho các bạn được. 3.700 rồi. Các bác chia sẻ hộ Hường mỗi người một cánh tay phát cho lên 4.000 luôn, cho ăn chơi mưa rơi nào. Ăn chơi mưa rơi luôn. Mưa rơi gọi là mưa cả đá cả băng luôn nào. Chia sẻ liền nè, cảm ơn Dương Quang Đức. Dương Quang Đức chờ đến cuối nhá, để Hường sẽ tặng 10 bạn giải khuyến khích. Hường sẽ cố gắng ghim Dương Quang Đức nhá. Hello mọi người. À, My Hoàng, hôm nay em bị ốm nhưng chồng em bảo vào chơi đi, chị Hường lên rồi, biết đâu hôm nay may mắn. Ok, đợi chị đến phút cuối đi My Hoàng ơi. Phút cuối đi chị sẽ tặng nhá. Ok, 4.000 lượt chia sẻ rồi. Trời ơi, tôi đi ăn xin thì chắc là nhanh được tiền lắm. Xin một phát được 4.000 lượt chia sẻ. Thôi rút luôn, không cần chần chừ. Thế điều mình cần đã có rồi, đúng không? Mình xin phát được ngay thì mình cũng phải ra tiền, xì tiền ra ngay chứ lằng nhằng là thôi là bị ghét đây này. Nào, ai cần tư vấn về răng thì inbox cho mình nhá. Răng bạn nào khớp khảnh nhiễm Theta 9630 hoặc có bất kể vấn đề gì về răng, cứ mạnh dạn inbox cho mình, không có ngại gì hết. Inbox đó là trách nhiệm của mình rồi. Còn các bạn có làm hay không thì không quan trọng. Các bạn ít nhất inbox để biết được tình trạng răng của mình như thế nào. Biết đâu 5 năm, 10 năm nữa các bạn có nhu cầu thì các bạn đến với mình cũng không sao. Chứ không cần phải ngại ngùng là vì là không có điều kiện mà không dám inbox nhá. Cứ hoàn toàn thoải mái. Rồi, bắt đầu rút nha. Ai cần tư vấn thì inbox cho mình nha. Quá trình chơi game mình sẽ không trả lời được. Ok. Ôi các bạn ơi, số Celi trên tờ tiền này mình đã cầm trên tay rồi. Vào chủ đề chính luôn nhanh. Hai số Celi trên tờ tiền này là hai số rất đẹp. Mà đi học ai cũng muốn được điểm này. Các bạn nghĩ xem mình đi học muốn được điểm mấy? Đoán một chút đi nào. Lâm Hiền bảo My cố lên. Chúng phát em đi ngủ liền. Không được, em đi ngủ thì ai chia sẻ cho chị. Em là game thủ của chị, em phải ngồi yên đấy. Ai đi học mà cũng đều mong được điểm này nhá. Các bạn nghĩ xem điểm mấy ạ? Chia sẻ thật nhanh chưa? Không là ai chưa chia sẻ thì kiểm tra lại thật nhanh nhá. Đừng tiếc một nút chia sẻ rồi cái sự giàu có nó ập đến bất ngờ là chúng ta lại không kịp trở tay. Chúng ta hết sức là cố gắng đồng lòng cùng với Hường. Bởi vì là sao? Vì Hường không dám chơi game EQ. Nếu Hường chơi game EQ lượt view tăng rất là nhanh nhưng sẽ gây cảm giác cực kỳ ức chế cho mỗi người xem. Cảm giác kiểu như bị lừa á. Vì có khi hàng chục ngàn người, có những cái comment mình thấy mình lại không đọc, hoặc có cái mình đọc nhưng mà lại cái đúng thì lại không nổi lên, nên gây ức chế. Nên Hường chơi thế này, Hường sẽ cố gắng là lượt view không quá đông nhưng mà sẽ đảm bảo được lượt fan ruột của mình. Vì vậy mọi người sẽ đồng lòng cùng mình nhá. Còn ai cần tư vấn thì inbox giúp mình, vì quá trình chơi game là mình sẽ không thể nào trả lời được. Đúng rồi, Nguyễn Bích Lan ơi, đó là số 10. Ai số Celi 2, ai số điện thoại đuôi là số 10, comment nhanh lên đây ạ. 10 giây cho số 10, comment nhanh để mình chuyển qua người khác ạ. Cho đúng 10 giây, comment thật nhanh. Ai số điện thoại đuôi 10, comment thật nhanh, mình chuyển qua người khác nha. Ai cần tư vấn về răng thì inbox cho mình. Ok, bạn Hương Nguyễn. Hương Nguyễn. Ôi dồi ôi, Tuyền Trương. Ôi, một loạt đang nảy lên đây, rất nhiều người số 10. Hương Nguyễn, mình ghim Hương Nguyễn nha. Kiểm tra xem Hương Nguyễn chia sẻ chưa em. Trong trường hợp Hương Nguyễn chưa chia sẻ, mình chuyển game qua người bên dưới. Được chưa em? Chia sẻ chưa, theo dõi? Theo dõi chưa, chia sẻ chưa? Con đừng nghịch con. Chia sẻ rồi. Chia sẻ rồi, theo dõi chưa? Chưa theo dõi. Hương Nguyễn ơi, Hương Nguyễn chưa theo dõi nha. Các bạn ơi, kiểm tra thật nhanh. Luật chơi tiếp tục nào. Luật chơi tiếp tục nào, chúng ta sẽ vẫn số 10 vẫn được tiếp tục còn cơ hội. Vì chị Hương Nguyễn này có thể là vừa mới vào nên là chưa biết luật chơi. Chị Hương Nguyễn có thể là vừa mới vào chưa biết luật chơi. Mọi người ơi, luật chơi mình nói lại một lần nữa rất đơn giản. Các bạn chỉ cần một bước 1 chia sẻ livestream. Bước 2 bạn theo dõi mình. Các bạn nên ấn một nút theo dõi cho chắc ăn đi.
Thứ nhất, theo dõi là miễn phí, không mất cái gì cả. Cái thứ hai, các bạn có nhu cầu về răng, các bạn còn inbox cho mình tư vấn cho các bạn cũng miễn phí, các bạn không mất gì cả. Nên tội gì các bạn không theo dõi, đúng chưa ạ? Đây, cái Facebook Hoàng Hường là Facebook mình ghi ở đây này. Các bạn nhìn thấy chữ Hoàng Hường màu đen không? Chạm vào cái chữ Hoàng Hường này ra avatar hình bộ răng này. Theo dõi thật nhanh cái Facebook này để cần tư vấn về răng các bạn còn liên hệ với mình. Nhanh lên, Hương Nguyễn chưa theo dõi vì vậy cái số 10 tiếp tục mình tìm chủ nhân. Nhanh lên đi ạ. Nhanh lên đi ạ, nào 10 giây cho các bạn, nào 10 giây cho các bạn ấn theo dõi thật nhanh Facebook Hoàng Hường mình ghim. Ai chưa theo dõi thì theo dõi thật nhanh, nhanh lên đi ạ. Chữ Hoàng Hường màu đen này này, bạn Hương Nguyễn chưa ấn theo dõi, bạn Hương đã chia sẻ nhưng chưa theo dõi. Các bạn chạm thật nhanh vào chữ Hoàng Hường này, nhanh lên đi ạ, 10 giây cho các bạn ấn theo dõi rồi bắt đầu mình ghim tiếp người tiếp theo. 10 giây bắt đầu, 1, 2, 3, 4, ai thích thì theo dõi nha, ai không thích thì thôi mình không cấm nhá. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ghim bạn Tuyền Trương. Kiểm tra chị Tuyền Trương làm đúng đủ chưa. Trong trường hợp Tuyền Trương chưa làm đúng và đủ, Hường sẽ nách qua người khác luôn. Hường sẽ nách qua game khác luôn. Hường không đợi số 10 này nữa. Được chưa em? Bạn Tuyền Trương không ghim được chị ạ? Không ghim được á? Em kích lại cho chị vào Tuyền Trương một lần nữa xem nào. Tuyền Trương được không? Kích hẳn vào comment đi được không? Em không tìm. Được rồi chị ạ. Ok, chia sẻ rồi, theo dõi rồi. Bây giờ mình sẽ gọi xem số này có phải chính chủ không. 0888. Sao lắm 8 thế? 08 4 số 8 8 0 0 0 0 4 6 1 0 4 6 1. Rồi, ok, mình sẽ gọi nhá. May quý khách vừa gọi không đúng. Ừ. Xin vui lòng kiểm tra lại và liên hệ số 198. Số không là sao đâu? Hả? Nhưng mà số Sally là số 10 mà. Bạn này ghim sai số rồi. 24. Bạn này bạn ghi là đây, mọi người nhìn lại giúp mình Hường có sai không ạ? 4 số 8 đúng không? 4 số 8. 2 số 0, 4 6 1 0. 1, 2, 3, 4, 4 số 8. Ừ? Bạn Tuyền Trương ơi. Ok, bỏ qua nha. Phúc Khánh ơi, mình sẽ bỏ qua. Rồi ok, bỏ qua, mình chuyển qua game khác. Các bạn ơi, giúp mình một việc comment chính xác số điện thoại lên đây, tránh trường hợp comment tào lao. Các bạn mà comment sai số hoặc là comment trúng số của yêu cũ Hường mà gọi nó đánh cho tan xác Hường ra đấy. Đêm hôm rồi là dễ nguy hiểm lắm, dễ xảy ra là án mạng lắm. Nên là các bác là vui lòng là bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh là comment cho em chính xác số điện thoại. Các bác mà comment nhầm hoặc là số chồng không comment lại comment bố trong số thằng người yêu cũ mà em gọi vào đêm mà nó quánh em là tan xác luôn đấy nhá. Rồi bắt đầu đi ạ, Hường sẽ trộn qua người khác, không thể được hàng ngàn người ngồi đợi một người được. Nào rồi bắt đầu đi ạ. Dư số rồi, Tuyền Trương đúng rồi, chắc bạn ấy bị thừa số, Hường gọi không được. Nào rút tờ tiếp theo nhá, kiểm tra lại thật nhanh đi nào. Kiểm tra thật nhanh xem mình đã chia sẻ và theo dõi chưa để Hường rút tờ tiếp theo đây, nhanh lên. Nhanh tay nào. Chia sẻ thật nhanh, theo dõi thật nhanh rồi. Ai cần tư vấn về răng thì inbox cho mình nhá, để mình ra game cho nhanh nào. Ai cần tư vấn về răng thì inbox cho mình sẽ tư vấn cho các bạn hoàn toàn miễn phí từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Bên mình có phòng khám tại Hà Nội và Sài Gòn. Ở Hà Nội ở mình địa chỉ tòa nhà N04B1 đường Thành Thái đối diện công viên Cầu Giấy nhá. Còn ở Sài Gòn mình ở tòa nhà Vinhome Central Park Tân Cảng 208 Nguyễn Hữu Cảnh. Rồi, khi game đã kết thúc và nhả game thì Hường sẽ không gọi lại cho bất kể ai hết, kể cả các bạn có gọi Hường cũng không nghe đâu. Bởi vì Hường sẽ không thể để hàng ngàn người đợi các bạn được. Nên điều này các bạn hết sức thông cảm và đặt cương vị vào những người còn lại giúp mình. Nếu mình cứ loay hoay đi tìm chủ nhân thì chắc chắn là Hường sẽ bị tụt view. Nên các bạn hết sức thông cảm cho mình vì đây coi là chuyện hoàn toàn bình thường. Game là vui vẻ và hàng ngàn người đang đợi nữa cơ, nên là chúng ta cố gắng giúp Hường nhá. Rồi 909 bạn, ai chưa chia sẻ giúp Hường lên các hội nhóm đi ạ. Ai đã chia sẻ rồi giúp Hường một tay nữa lên các hội nhóm đi cho nó quách hùng nào. Tươi đi ngủ đi. Rồi bắt đầu mình rút nhá. Rồi úm ba la rồi. Trang ơi, xóa ở Facebook chính phụ đi, chia sẻ lại cả ba phây một lần nữa cho chị. Hai số xe ly trên tờ tiền, xóa chưa? Xóa hết cả ba phây, chia sẻ lại đi. Mình sẽ chia sẻ lại để lượt view lên nói cho hứng nhá. Hai số xe ly trên tờ tiền này là hai số rất là đẹp. Hôm nay có duyên với số đẹp nha. Số đẹp là số phát tài phát lộc.
chia sẻ nhiều. Hôm qua mình còn bị chặn Facebook. Cố lên Phúc Khánh, mình không thể nào mà để cho mọi người thiệt thòi đâu. Ai chia sẻ nhiều quá, ai nhiệt tình tham gia game, cuối cùng mình sẽ tặng 10 bạn kiên trì nhất ở lại cuối cùng. À, răng em bị sâu răng, chị cho em cách nào hết. Hoài Nam ơi, inbox nhá. Game đang trên con đường rất nóng hổi nên không thể nào mà tư vấn được. Các bác hết sức thông cảm. Chia sẻ lại chưa Trang? Nào các bạn ơi, chuẩn bị đi nào. Lên mốc dinh thẻ 100k. Đúng rồi Nguyễn Bích Lam ơi, các bạn chia sẻ nhiều thì cái game này mình sẽ được tăng mốc nhá. Còn các bạn mà cứ lẹt phẹt lời du buồn là sẽ mốc nó cũng lẹt phẹt lời du buồn luôn nhá. Đây này, đấy, nhờ nhân viên có mỗi cái việc chia sẻ thôi mà nó ứ chia sẻ cho. Các bạn thấy không? Để yên để Hường tự làm nhá. Chán lắm. Chị ơi, chia sẻ rồi. Chị đâu, ơi, chị có thấy đâu rồi. Đây, đây, đây. Chia sẻ 25 phút trước mà. Đừng chia sẻ, nó chèn lên đấy. Rồi, ok. Nào, bắt đầu nhá. Hai số xe ly trên tờ tiền này, số đầu là cao hơn số 5, số thứ hai là thấp hơn số 5. Ai có số điện thoại là số đầu cao hơn số 5, số đuôi thấp hơn số 5 thì chuẩn bị tinh thần đi ạ. Ai có số đầu cao hơn số 5, số đuôi thấp hơn số 5 thì chuẩn bị tinh thần. Nào, chơi đầu đít luôn, đầu đít xanh chín luôn. Các bạn muốn cho ra luôn không? Hướng cho ta nhanh luôn nha, để chuyển game thao nha. Omala, xì bùa. Số xe ly trên tờ tiền này là số 62. Ai có số điện thoại đuôi 62 comment thật nhanh lên đi ạ. Số 62 comment lên đi ạ. Nguyễn Thị Tươi thánh đoán đấy rồi. Nào, số 62 comment nhanh lên, 10 giây cho số 62. 1, ai cần tư vấn về răng inbox cho mình nhá. Ai cần tư vấn, rồi Phạm Mỹ Trà. Ok, ghim luôn. Trong trường hợp Phạm Mỹ Trà mà không làm đúng và đủ là Hường sẽ chuyển xuống cho bạn Nguyễn Hiền. Đấy, đã thấy Nguyễn Hiền là ở đâu? 62 cơ mà, bạn này 92. Trời ơi, em để ý đi, chị ghim nhầm đấy. Xin lỗi nha, mình vừa ghim nhầm. Là số 62, bạn ấy là 92. Mình ghim bạn Lưu Hồng Nhung. Trong trường hợp đúng là 62 không? Xin lỗi. Xin lỗi 900 anh em là em vừa ghim nhầm. Thành thật xin lỗi là em vừa ghim nhầm. Em có gì sai sót mong các bác bỏ qua. Em thành thật. Đủ chưa em? Chưa theo dõi chị ạ. Lưu Hồng Nhung đã chia sẻ chưa theo dõi. Còn ai là số 62 comment lên đây. Ok, Hoa Hướng Dương. Bạn này chắc chắn làm đúng và đủ vì bạn này là fan ruột rồi. Nhanh lên, trong trường hợp người này không được Hướng next game luôn. Chắc chắn bạn này làm đúng và đủ, mình biết. Những ai chơi nhiều mình biết mặt, quen mặt rồi. Bạn thấy thì mình bán hàng ngày nào cũng có người đi qua nhà mình đến 5 lần, 7 lần mình biết ngay. Được chưa em? Hoa Hồng Dương này được chưa? Được rồi chị ơi. Được rồi, ok, mình sẽ gọi điện cho Hoa Hồng Dương. Rồi, ok, gọi ngay. Sao lại lắm 088 thế này, đừng có nhầm số nhá. 0888177 062, không biết có nhầm hay không, 0888177062. Rồi gọi luôn. Nguyên thủ hôm nay thất thủ rồi. Một chuông. Dạ, yeah, hello. Hello Tuyết Hùng, ừ, em là ai đấy? Em tên là gì? Dạ, yeah, hello. Xin lỗi ai đấy ạ? Em là Hoa Ứng Dương chị ơi. Ừ, em giới thiệu một chút về mình đi cho chị được không? Dạ, yeah, em ở An Giang hả chị? Em ở An Giang, em sinh năm bao nhiêu, em đã được nhận quà của chị lần nào chưa? Dạ, yeah, có rồi. À thế à, chắc có gia đình rồi đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Giờ hôm nay em dùng mạng Viettel Vina Mobile nào để chị tặng tiếp nào. Dạ chị cảm ơn Mobi nha. À giờ ok Mobi, check inbox chị luôn nha. Dạ chị. Hello Gia Lâm heo bé khờ nhỏ mưa bong bóng, tập làm người lớn. Nào rồi, tiếp tục chuyển sang game tiếp theo nào. Ai cần tư vấn về răng thì inbox cho mình. Ai cần tư vấn về răng thì inbox cho mình, đừng có comment lên đây nha. Bởi vì trong quá trình Hường làm game là Hường sẽ cố gắng là để làm sao mọi người sẽ không phải đợi chờ nhiều. Vì vậy chúng ta giúp Hường là ai cần tư vấn thì inbox cho mình để mình tư vấn cho chính xác nhá. Nào cố gắng lên đi nào, cái ăn không hết 10 lần không ra. Hường nhìn cái của bạn này phát mình nhận ra luôn là Facebook bạn này chắc chắn được nhận game rồi, nhận quà rồi vì mình nhận ra avatar luôn. Chơi game của Hường rất đơn giản, chỉ vấn đề là nhiệt tình nhanh tay một chút, thế là được thôi, còn không có cái gì phải khó khăn. Sao nhiều lần anh hỏi làm răng sao em không nói vậy, em Hường xinh gái. Đoán Nguyễn ơi, em không trả lời để khi hỏi tư vấn về răng trên này đâu ạ. Anh cần tư vấn anh inbox thẳng và giúp cho em vào Facebook. Bởi vì là sao? Vì là anh hết sức thông cảm. Game của em hàng 8, 900, 1000 con người ngồi xem. Em sẽ không thể nào là vì một ai mà em sẽ ngừng game được. Anh hết sức thông cảm cho em. Khách thì em cũng rất là quý.
rất là trân trọng và quý khách. Thế nhưng mà em sẽ không thể để hàng ngàn con người ngồi đợi mình được. Cái việc này thì anh hết sức thông cảm cho em nha. Còn nếu anh cần tư vấn, anh cứ inbox cho em sẽ tư vấn cho anh hoàn toàn nhiệt tình và miễn phí hết. Ok anh. Rồi, nào 822 anh em chia sẻ hộ hưởng một phát cho lên luôn 6.000 nào. Chuẩn bị để rút, tinh thần đừng rút tờ nữa đây này. Chia sẻ cho Hường một phát cho lên 6.000 nào. Trời ơi, cái gì chứ điên xin thì dễ lắm. Hường xin phát cho ngay. Rút đây, chuẩn bị rút tinh thần nào, rút nào. Lên 6.000 phát rút luôn nha. Hường thừa biết là lên được, Hường chỉ cần đếm 3 giây là lên rồi. Vì mình biết là mọi người sẽ ok ngay mà, không vấn đề. Nào mình để mình kiểm tra nha. Xin mình mà điên xin là không chết đói đâu. Xin rất nhẹ nhàng, không cần phải là vật vã. Đây, xem nào, được bao nhiêu rồi. Úi giời ơi, 5.900 rồi. Đã 5.900 rồi, các bác quất cho em một phát nữa lên luôn là 6.000 đi cho cuộc đời tươi mát này. Cuộc đời nó tươi mát như hoa luôn à. Ai chia sẻ hộ hưởng một phát nữa cho lên nào. 5.900 rồi nào. Nào, 839 anh em đâu, hộ hưởng một phát nữa lên nào. Cho lên luôn nào, ok 6.000. Nhiều rồi, thấy chưa, Hường biết mà, đi ăn xin đi Hường thì không bao giờ chết đói. Rồi bắt đầu rút tờ tiền tiếp theo, cảm ơn các bạn, cảm ơn các cánh tay của các bạn rất là nhiều. Các bạn đã giúp Hường để chia sẻ như này, một lúc chia sẻ của các bạn là cực kỳ quan trọng với mình. Bởi vì giúp cho mình sẽ kiếm được thêm khách hàng, giúp cho mình là quảng cáo được chính phòng khám của mình. Điều này là Hường vô cùng cảm ơn các bạn. Bây giờ Hường sẽ rút một tờ tiền tiếp theo luôn và ngay lập tức. Ấn theo dõi nha, không ngày mai là game mà không biết tìm mình ở đâu đâu. Giống như bạn gì ban nãy đấy, chắc là ấn theo dõi fanpage rồi, chưa theo dõi Facebook. Thế là quà đến tận miệng rồi mà không được nhận, có tiếc không? Rồi rút luôn này, ba la xì bùa. Ôi các bạn ơi, số này thì là gọi là gì nhỉ? Khả năng trúng nằm trong tầm tay rồi, hồi hộp quá. Các bạn thấy không, hồi hộp hơn đánh đề nha. Chơi lô đề cờ bạc các bạn phải còn chờ từ sáng đến tối này, phải bỏ vốn này. Chơi với Hường chẳng bận cái gì, còn ngồi yên đấy. Chúng game Hường còn gọi điện đến tận nơi này, tặng quà phải gọi là đến tận nơi luôn này. Chỉ việc gọi là nhận thôi, sướng không? Lô đề phải bỏ vốn nha, phải ngồi phải đợi nha, phải ủ mưu nha. Chơi game của Hường chẳng cần gì phải ủ mưu, chỉ chơi xanh chín luôn, ai quân tử được nhận. Điện thoại cầm trên tay Hường gọi đúng chính chủ tặng luôn, không nói nhiều, đúng không? Cảm ơn Lan Ca nha. Chị ơi, người phụ nữ thành đàn ngưỡng mộ chị quá. Cảm ơn Lan Ca, cố gắng lên em. Bảo Trân ơi, cố lên em nào. Rồi bắt đầu nhá. Các bạn đã chuẩn bị tinh thần, yểm bùa chưa? Đã yểm bùa tờ này sẽ thuộc về chúng mình chưa? Hồi hộp chưa? Hồi hộp chưa nào? Bạn nào đã yểm bùa trước khi tham gia game, đã đi gọi là thắp hương xin khấn thần tài chưa? Hai số seri trên tờ tiền này của mình, các bạn biết là số bao nhiêu không? Đoán đi ạ. 2214, gần đúng rồi. 2214 gần đúng rồi. Nào mọi người ơi, kiểm tra thật nhanh. Khi Hường đã đọc kết quả rồi, tránh trường hợp như ban nãy là các bạn chưa chia sẻ là không được đâu nha. Hường chơi game này rất thoải mái, ai thích thì chia sẻ, ai không thích thì thôi. Ai thích thì theo dõi, ai không thích thì thôi. Mình hoàn toàn không ép. Mình muốn các bạn chơi game của mình trong một cái tâm trạng hoàn toàn thoải mái. Tuy nhiên nếu đã xác định để được nhận quà thì các bạn nên chia sẻ và theo dõi. Tránh trường hợp là Hường công bố rồi, bắt đầu mình chia sẻ hoặc theo dõi thì Hường sẽ không tính đâu nha. Chơi là phải danh chín, game không thu hồi mà chỉ chuyển từ người này qua người khác. Người này không làm đủ thì mình sẽ chuyển quà qua người khác. Mình sẽ chuyển quà qua người khác chứ mình không thu hồi. Ai cần tư vấn về răng thì inbox cho mình. Răng bạn nào khớp khảnh nhiễm teta 9630 hoặc có bất kể một vấn đề gì về răng cần tư vấn, các bạn inbox cho mình sẽ tư vấn cho các bạn hoàn toàn miễn phí và thoải mái nhá. Từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm luôn. Rồi, kính con, hai số seri trên tờ tiền này là hai số các bạn hồi hộp chưa? Nhìn đi xem nào. 900 bạn nhìn xem số bao nhiêu đây. Kiểm tra lại thật nhanh mình xem mình đã chia sẻ chưa. Số seri sắp ra rồi đây. Sự giàu có nó ập đến bất ngờ. Mà mình tiếc một lúc chia sẻ là thôi rồi, mình hối hận luôn, một đêm nay nằm trằn trọc. Còn chúng ta chia sẻ một phát ngay ngày mai, chúng ta dẫn con gọi là đi ăn sáng tẹt bô luôn. Nào, số seri trên tờ tiền đầu là 2, đuôi là 6. Chính thức kính con số 26. Bắt đầu 10 giây cho chủ nhân số 26. Nếu không tìm được chủ nhân số 26, Hường sẽ chuyển game luôn. Ai có số điện thoại này, Trần Ngọc Mai cảm ơn nhá. Ai có số điện thoại đuôi 26 này comment thật nhanh lên đây đi ạ. Ai có số 26 comment thật nhanh lên đây đi ạ. Nhanh lên đi ạ. Sự giàu có nó ập đến bất ngờ quá, lại không ngờ lại có người tặng tiền thật đến tận miệng luôn, đúng không? Nào, ai có số 26 comment lên nhanh lên đi nào. 10 giây nhá. Ai cần tư vấn về răng thì inbox cho mình sẽ tư vấn cho các bạn hoàn toàn miễn phí. Bên mình có phòng khám cả tại ở Hà Nội và Sài Gòn. Ở Hà Nội mình ở tòa nhà N04B1 đường Thành Thái đối diện. Rồi ok, Nguyễn Thị Tươi, ái già tươi mát. Bạn này hình như là bạn đã được trúng một phát rồi đây. Kiểm tra chị Tươi, tươi mát được chưa? Tươi mát được chưa em ơi? Bạn này hình như nãy được trúng. Được chưa?
rồi. Rồi 0 1 6 5 7, mình sẽ gọi bạn này luôn nha, trong trường hợp số không chính chủ nách luôn, bởi vì nhìn cái này quen quen lắm. 0 1 6 5 7 6 1 0 9 2 6. Rồi gọi luôn cho nó xanh chín, cho nó gọi là vui vẻ nha. Sau bạn này mình sẽ tặng 5 bạn bất kỳ. Mình sẽ tặng 5 bạn bất kỳ, chỉ cần chia sẻ, không cần làm gì hết. Một chuông. Ôi dồi ôi, em ơi, chị hỏi thật em đấy, cái nick của em rất là quen luôn, em đã nhận được quà chị bao giờ chưa? Ôi trời ơi, ngày nào cũng chém gió trên sự dụng với chị, và chị thấy bạn đã quen. Thế đã được nhận chưa? Đã nhận chưa? Đã nhận được 2 lần rồi. À, 2 lần rồi à. Thế bây giờ thích Viettel Vina hay Mobile nào? Em thích Mobi. Rồi, ok, check tin nhắn luôn để chị tặng 5 bạn tiếp theo bất kỳ. Các chế trong tem cố lên nhá. Có đồng đội à? Có hẳn đồng đội trong này à? Đồng đội nhiều lắm, mấy chục người trong đó á. À, thế à? Trời ơi, hội này biết nhau đúng không? Dạ. À, cổ vũ cho nhau đúng không? Dạ. Rồi, check. Cảm ơn chị Hương nha. Ừ, check tin nhắn luôn nha. Mobi nha, chị Hương nha. Ok, Mobi. Ừ. Các bạn ơi, ai cần tư vấn về răng thì inbox cho mình. Mình có cơ sở cả ở Hà Nội và Sài Gòn. Bạn nào răng khóc khảnh này, nhiễm teta này, 9630 này, hoặc bất kể một vấn đề gì về răng miệng, các bạn cần tư vấn inbox cho mình tư vấn cho các bạn hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ mình sẽ tặng 5 bạn liên tiếp không cần số điện thoại. Hường sẽ tặng 5 bạn liên tiếp không cần số điện thoại. Sau đó Hường sẽ tắt game này đi, Hường sẽ like lại một game khác. Hường tránh trường hợp Hường like quá lâu là sẽ bị văng. Hường like quá lâu sẽ bị văng. Vì vậy các bạn giúp Hường kiểm tra xem đã chia sẻ chưa. Chỉ cần chia sẻ Hường sẽ tặng Hường ghim 5 bạn bất kỳ Đỗ Thị Mai Hương. Game này Hường xin lỗi là Hường, cái game này chưa kết thúc nha. Kết thúc Hường sẽ ghim 10 bạn bất kỳ và chân thành nhất. Còn bây giờ Hường sẽ ghim 5 bạn nhiệt tình ấm, 5 bạn lạ mặt nhất, 5 bạn lạ mặt nhất chỉ cần chia sẻ, được chưa em? Trang ơi, rồi ạ. Được chưa, chia sẻ rồi à? Được rồi ạ. Ok, nhận quà nhá, Đỗ Thị Mai Hương, một phần quà khuyến khích, Hương sẽ tặng 5 bạn rồi Hương like lại nhá. 5 bạn, bạn nào lạ mặt nhất để mình tặng nào? Bạn Thiết Dương, bạn này cũng nghi lắm, bạn này lạ. Là người thứ hai, Hương sẽ tặng 5 bạn rồi Hương tắt đi like lại. Chia sẻ cho Hương thật nhanh lên đi, đừng tiếc một nút chia sẻ, Hương kiểm tra không được là tèo đấy. Ok, Tuyết Dương là thứ hai. Tiếp tục là người thứ ba. Được bạn... rồi chị ơi. Rồi ok, Hoa Anh Đào, người thứ ba, được chưa? Chỉ cần là lạ mặt mình sẽ tặng, rồi game sau mình sẽ tặng 10 bạn mà. Ok, Hoa Anh Đào, check tin nhắn luôn. Lý cái gì đấy? Hoàng Anh Hoàng Lan Anh ghim luôn. Tặng các bạn hết sức thông cảm nhá. Đây là người thứ tư. Mình sẽ tặng 5 bạn lạ mặt để lấy tinh thần nhá. Sau đó mình sẽ tắt game này đi, mình like lại ở chính Facebook này. Nên mọi người sẽ đợi Hường và chia sẻ rồi tham gia tiếp. Chưa chia sẻ à? Chưa chia sẻ không được tặng quà, bỏ qua luôn. Chưa chia sẻ. Đoàn Thương, bạn nào không chia sẻ thì mình bỏ qua luôn, chuyển qua người khác, Hường không thu hồi. Thứ tư, rồi, bạn này chia sẻ và theo dõi mình tặng quà được không? Rồi ạ. Được chưa? Chưa theo dõi chị ơi, chưa bạn theo dõi ạ. Chưa theo dõi, bỏ qua luôn nào, Lưu Hồng Nhung. Mình sẽ ghim kiểm tra luôn nha. Xong mình sẽ like lại, vào đầu game phát mình tặng 5 người, lại khuyến khích luôn. Mình vào đầu game tặng 5 người và kết thúc game mình tặng 10 người luôn. Lưu Hồng Nhung được chưa em? Được rồi ạ. Ok, Lưu Hồng Nhung là người thứ tư. Được rồi ạ. Một người thứ năm là bạn Nguyễn Thúy. Nào rồi, bắt đầu là game này Hường nói luôn. Đây là kết thúc cái game tạm thời này. Hường sẽ phát lại ngay lập tức, các bạn đợi Hường 10 giây Hường quay trở lại ngay. Vào phát là Hường sẽ tặng luôn 5 người mà chia sẻ nhanh nhất. 5 người chia sẻ nhanh nhất vào phát mình sẽ tặng luôn, các bạn sẽ không cần làm gì, đợi Hường nha. Game đây mình tắt đi và 10 giây nữa Hường quay trở lại luôn. Hường sẽ tặng 5 bạn chia sẻ nhanh nhất và 5 và 10 bạn ở lại muộn nhất. Chúng ta hãy đợi Hường nha. Hường sẽ tắt game này đi, tránh trường hợp like quá lâu là Facebook sẽ bị văng.